Xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn. Trong video này, shop giới thiệu tới bạn đủ màu đủ size của sản phẩm bon tấm 2021 của hãng xe đạp Sa Vàng. Đây là những chiếc xe đạp Sa Vàng 2X cuồng phong, những chiếc xe đạp đua phiên bản mới nhất shop đã nhập về đủ màu đủ size. Hôm nay shop dựng đủ màu đủ size nên giới thiệu và bán tới bạn. Từ khi chiếc xe đạp Sa Vàng 2X ra mắt tại thị trường Việt Nam thì có 3 màu bạn nhé. Có màu đen đỏ, màu đen ghi và màu đen xanh, và có size 48-50. Và lô hàng mới nhất shop đã nhập về từ Việt Nam có 4 màu, đó là thêm màu đen cam và thêm một size nữa là size 52. Rất nhiều size và đủ màu shop đã nhập về đủ. Và từng màu sắc từng chiếc xe này thì shop cũng sẽ làm review chi tiết để bạn đến với shop. Bạn mua chiếc nào bạn sẽ xem chi tiết được chiếc xe, bạn sẽ mua tại shop xe đạp thể thao VIP.com và mua rất đơn giản và dễ dàng, nhanh chóng như bao khách hàng khác đã đến với shop xe đạp thể thao VIP.com mua xe đạp online. Và trong video này thì shop sẽ giới thiệu chi tiết cấu hình chiếc xe đạp đua Sa Vàng 2X cuồng phong màu đen ghi, mời bạn cùng xem luôn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Sa Vàng 2X cuồng phong, xe đạp đua carbon siêu hot, cấu hình tuyệt đỉnh, giá cực êm cực mềm. Đây là chiếc màu đen ghi. Xe được thiết kế với cấu hình như sau: khung càng bằng carbon, sử dụng sợi carbon mắc T800 của nhà máy Touring Nhật Bản. Cái nhà máy Touring Nhật Bản thì chuyên sản xuất sợi carbon để cung cấp cho ngành hàng không vũ trụ. Và hãng Sa Vàng là một hãng lớn, một hãng chuyên sản xuất xe đạp thể thao cao cấp, sử dụng sợi carbon này để sản xuất ra những siêu phẩm đua, những sản phẩm bom tấn đây. Và chiếc khung sườn này của chiếc Sa Vàng 2X cuồng phong thì đang được hãng Sa Vàng bảo hành lên tới 5 năm, tức là 60 tháng. Bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng xe hỏng kỹ thuật từ nhà máy thì sẽ được đổi mới bạn nhé. Và như shop cũng chia sẻ thì đang có 3 size, đó là size 48, 50 và 52, sẽ phù hợp với các bạn có chiều cao từ 1m6 trở lên. Xe được thiết kế các đường nét cực đẹp, cực chuẩn này. Thiết kế khí động học do đội ngũ kỹ sư người Đức tạo nên những siêu phẩm này. Và chất sơn thì sơn công nghệ ô tô, sơn rất nhiều lớp và đẹp. Chiếc màu đen ghi này là làm chất sơn sần mì này. Đây là một công nghệ sơn rất là khó nhé, rất là khó. Còn màu đen xanh, màu đen đỏ, màu đen cam thì sử dụng sơn bóng như Lamborghini vậy, bên lúc của Đức, những cỗ máy, những cỗ xe tăng bị diệt. Khung càng bằng carbon, cọc yên bằng carbon của hãng Clare, một thương hiệu của Italia. Chiếc yên sử dụng yên mút bọc da mềm, yên chống nước. Da này là da PU, da để bọc nội thất ô tô, rất dài, mềm, êm, dẻo, bền. Phô tăng tay lái bằng hợp kim nhôm, tay lái được thiết kế theo dạng cánh dẹp như này, giữ cho thăng bằng cho xe, hay là để lái xe ở vị trí này thì rất là êm tay. Phanh thì sử dụng hệ thống phanh V bốc vành của hãng Tikro, một cái bộ phanh cao cấp cả nhé. Phanh này rất là bền, hợp kim nhôm. Cặp phanh bánh của chiếc 2X phiên bản mới nhất, lô hàng mới nhất nhập về từ Việt Nam, thì cái tem vành được làm cùng màu với lại tem khung. Tem khung cho nên là khi chạy một chiếc xe thì nó có độ lướt lá như này, rất là đẹp luôn, rất đẹp. Cặp đùm Meyer của hãng Choisin, cái Meyer này là cái dòng Meyer cao cấp, đùm cao cấp và sử dụng bi bạc đạn này bạn nhé, sử dụng bi bạc đạn, lan hoa bằng thép, chân lan hoa inox. Lốp thì sử dụng lốp của hãng Continental Ultra Sport 700x25, một cặp lốp tiêu chuẩn của xe đua từ đầu đến cuối, rất là đẹp. Đây là những cái đường nét của khung này, rất là tuyệt vời luôn bạn nhé. Rồi tiếp theo ở chiếc Sa Vàng 2X phiên bản mới nhất này được trang bị bộ truyền động Shimano 105 R7000. Thì theo như catalog nhà máy thì đối với dòng Sa Vàng 2X này thì trang bị 3 món Shimano 105 R7000 gồm tay đèn lắc, gạt đĩa, gạt líp. Tuy nhiên cái lô hàng tiếp theo mà vừa về tới Việt Nam thì hãng Sa Vàng chưa lớn lắp luôn cái líp Shimano 105 R7000. Độ cho chiếc xe đạp này quá đỉnh, tức là chiếc xe đạp này sử dụng 4 món Shimano 105 R7000. Và cái rúp Shimano 105 R7000 này hiện đang rất khan hiếm và giá thì tăng chóng mặt luôn.
Hãng Sava là một hãng xe đạp thể thao lớn nên đã được hãng Shimano cung cấp những cái bộ group này để trang bị cho những cái sản phẩm bom tấn, những siêu phẩm của hãng Sava. Và hiện nay thì những chiếc xe đạp Sava 2 Speed về tới shop thì đã tăng giá rất là nhiều, và cái giá bán lẻ đầu ra thì đã tăng lên tới 900k một xe bạn nhé. Xe này là tăng giá lên 900k một xe. Bộ đùi đĩa trục rỗng của hãng Rowheel Victor chạy 2 đĩa và 11 lít, tức là xe này có 22 tốc độ trục rỗng. Thì trục rỗng này nó lợi về cái moment xoắn bạn nhé, đạp cái giò bên kia thì nó sẽ truyền toàn bộ lực sang bên cái đùi này, sẽ không bị tiêu hao lực. Cái xe này nó sẽ tối ưu nhất khi mà vận hành. Xích thì sử dụng xích KMC, xích cao cấp, xích KMC. Và đối với lô hàng mới này thì hãng Sava Việt Nam không có tài trợ một cái đôi bê đan như cái lô hàng trước nha. Thì xe này vẫn sử dụng cái đôi bê đan theo xe từ hãng Sava. Và đây là hộp đồ của xe này, gồm có đèn phản quang lục giác 45, một chiếc cờ lê 13-15 để xếp bê đan này. Đấy, có cả sách hướng dẫn sử dụng, sách hướng dẫn nắp chiếc xe đạp này. Đấy, rất chi tiết rồi bạn, rất chi tiết. Đây là cái phiếu kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng của hãng Sava. Thì đối với chiếc xe đạp này thì hãng Sava khi lắp ráp và nhập nguyên thùng về thì những chi tiết chính đã được hãng lắp và cân chỉnh hết rồi. Bạn nhận xe về, bạn mua online về chỉ việc lắp bánh trước, lắp tay lái, lắp yên bê đan vào là vận hành được, bơm đủ hơi theo đúng thông số của lốp. Đây là chiếc Sava 2 Speed cùng phong màu đen ghi. Shop vừa giới thiệu với bạn xe đua carbon group Shimano 105R7000 rất khan hiếm. Còn những màu khác như màu đen xanh, màu đen đỏ, màu đen cam thì shop cũng sẽ quay chi tiết review để bạn thích màu nào bạn sẽ xem chi tiết được màu đó. Và hiện đang có 3 size là size 48, 50 và 52. Bạn đến với shop bạn mua xe rất dễ dàng bởi vì có rất là nhiều xe cho bạn lựa chọn, có nhiều thương hiệu, đủ chủng loại, nhiều màu sắc, nhiều kích cỡ, nhiều mức giá. Bạn chỉ có nhu cầu là sẽ mua được xe tại shop xe đạp thể thao của chúng con. Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo vào khung giờ 9 giờ sáng, 20 giờ tối ngày. Thế này, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.